ngoại viện tống phủ cảnh bên ngoài sảnh tiệc anh sau này anh chính là anh ruột của em này em ré nhanh cũng nhận người thân nhanh quá nhỉ anh đừng nói gọi anh anh cho dù muốn kêu em gọi anh là ông nội cũng không phải không thể thương lượng chỉ cần cái thằng uất con cháu nói tào lao gì đó đứng dậy cho ông xịt anh anh trai tốt của em anh xem anh có đan dược gì có thể thưởng cho em trai một viên thử dùng được không âm um, xịt hì, vân tường lọ trên tay cháu lẽ nào lẽ nào là địa linh đan đan dược năm sao trong truyền thuyết đan dược năm sao sao có thể loại bảo vật đó sợ rằng ngay cả hoàng thất của thiên đô cũng không lấy ra được bao nhiêu cười chứ không nói. Ha ha ha, như này đã gây sốc các người rồi, thật là không có kiến thức. Đan dược năm sao? Lẽ nào thật sự là đan dược năm sao? Nghe nói cả vệ đình hầu phủ cũng chỉ có một viên đan dược năm sao, còn là từ 400 năm trước truyền lại mỗi đời. Nghe nói thương hội hồng thị dạo gần đây lọt vào mắt xanh của vị đại năng đan đạo nào đó, mấy ngày trước đã bán đấu giá một lô đan dược ba sao thì dễ dàng kiếm được doanh thu gấp mấy lần. Tên nhóc phân tường này, không, cháu trai Vân Tường, giá trị của lọ đan dược trên tay sợ rằng khó thể ước tính. Di Triệu thật tinh mắt, không hổ xuất thân từ thế gia y dược. Không sai, đây quả thật chính là đan dược năm sao, Địa Linh Đan. Di từng nhìn thấy ở trong sách cổ do tổ tiên truyền lại, đan dược năm sao Địa Linh Đan, có thể không có bất cứ tác dụng phụ nào khiến cường giả địa giai tăng lên một tiểu cảnh giới. Không sai. Nhưng đáng tiếc mỗi người chỉ có lần đầu tiên sử dụng mới có hiệu quả. Lọ Địa Linh Đan này có thể khiến lực lượng trung kiên của nhà họ Tống ta tăng lên một cấp bậc. Rõ ràng là vừa rồi ở chỗ chú ba đã thấy đan dược của Vân Tường, sớm đã chuẩn bị tâm lý vững vàng sẽ bị sốc. Hai, tâm tính này của lão phu vẫn cần phải ma luyện thêm. Tuy đều là năm sao, nhưng Địa Linh Đan trong tay tên nhóc Vân Tường này chỉ là đan dược hỗ trợ tu luyện ngồi xuống. Nếu là đan dược loại chiến đấu, vậy sợ rằng đã có thể trở thành trí bảo trấn tộc của một số gia tộc tuyến một. Anh Thanh tuy không cần, nếu có thể xin được một viên cho Cẩm Nhi và Khởi Nhi, người làm mẹ như mình hy sinh một chút mặt mũi thì có sao đâu chứ. Hai, nhưng những năm nay tuy chúng ta chưa từng bảng đãi vân tường, nhưng cũng không tính là yêu quý. Nếu bây giờ thể hiện quá nhiệt tình, Liệu có phải bị coi như là tiểu nhân vì lợi ích mà xung xòe mà bị xem thường không? Nào, cháu trai Vân Tường, ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện. Ra tay trước vẫn là tốt nhất. Vâng, cảm ơn bác gái hai. Sao có thể bị kẻ giàu mới nổi này cướp trước chứ? Khởi nhi, vừa rồi con không biết lớn bé nói năng linh tinh, con không mau rót trà xin lỗi anh Vân Tường của con. Anh, anh trai của em, mời anh uống trà. Vừa rồi là em không hiểu chuyện, mấy câu nói đùa thôi, anh đừng để trong lòng. Được rồi, được rồi, mấy ngày này xem biểu hiện của em. Em biểu hiện tốt, anh cũng không để bụng mà đẩy em một cái. Hay là để tên nhóc này vào luôn? Bỏ đi, tên nhóc này thiên tư không tồi, nên ma luyện củng cố chắc căn cơ, giúp nó đột phá đến thiên giai chơi chơi là đủ rồi. Cảm ơn anh. Được rồi, quay về ngồi đi. Ông nội, chúng cháu tới rồi. Ông nội, chúng cháu tới rồi. Cháu chào ông nội, con chào mẹ, cháu chào bác gái lớn. Cháu chào hai gì? Ờ. Kỳ lạ sao tên phế vật đó lại ngồi ở vị trí của ba? Không đúng, tuy ông nội rất thiên vị tên nhóc đó, nhưng con chưa tới ước sẽ thay đổi thái độ của mẹ mình. Dựa vào tính cách đặt lợi ích lên hàng đầu đó của mẹ mình, lại khách sáo với cậu ta như vậy. Không đúng, đây đã là mức độ nịnh bọt. Tống Vân Tường, vị trí này là chỗ anh xứng đáng ngồi sao. Anh đứng dậy cho tôi. đủ cái tên ngu không biết quan sát sắc mặt này. Không có gì không có gì, tâm trạng của Vân Thụy hôm nay không tốt. Em họ Vân Tường em đừng trách. Ưm ừ, ưng ưng. Chị họ Vân Cẩm, lâu rồi không gặp. Tống Vân Cẩm, chị hai trong thế hệ thứ ba của nhà họ Tống con gái lớn của nhà bác Hai Tống Ba. Không thích tu luyện, nhưng đầu óc lại rất thông minh, tuy hơi tham tiền, nhưng thức thời, biết tiến biết lùi, là kiểu nữ hồ ly như viện trưởng cố. Không giống như tên ngốc bên cạnh. Tống Vân Thụy, con trai của bác Hai Tống Ba, lão tứ trong thế hệ thứ ba của nhà họ Tống. Thiên tư dưới vân khởi, nhưng tính cách rất kiêu hơn nữa rất muốn mạnh lên vì để duy trì hình tượng thiên tài của mình mà vô cùng cố gắng. Đáng tiếc cậu ta là nịnh bợ người phụ nữ khủng hinh hinh kia, cũng vì chuyện này luôn không hợp với mình. Cậu ta cũng là người duy nhất của nhà họ Tống may mắn sống sót trong đại chiến thú triều lần này. Quyết chiến ở thành thiên đô 3 năm sau, huyền giáp vệ bị tiêu diệt toàn bộ. A à tán chết, mình có được sự che chở của nữ đế lưu lạc tới nước Hy Thủy. Ở thần đô của Hy Thủy lần nữa gặp lại Tống Vân Thụy. Cho dù đuổi tới chân trời góc bể, tôi nhất định phải giết chết hắn. Dã trùng đáng chết đó, nếu không phải do hắn, nhà họ Tống tôi cũng sẽ không bị tiêu diệt hết ở trong thú triều. Anh ở đây yên tâm làm quân hầu của nữ đế đi, cũng khá tốt, có cơ hội tôi sẽ quay lại thăm anh. Cậu ta của lúc đó hình như đang truy sát ai đó. Ngoài ý muốn gặp lại, vội vàng rồi từ biệt. Thời gian trôi đi, lúc đó chúng tôi cũng đã hòa giải. Đợi đã, mấy năm đó người mà cậu ta luôn truy sát. dã trùng trong lời cậu ta nói, lẽ nào có liên quan tới lần thú chiều này? Lẽ nào trong huyết mạch trực hệ của nhà họ Tống xuất hiện nội gián? Ông nội, mẹ, bác gái hai, em họ Vân Tường. Nếu không phải nhìn thấy báo cáo của Xích Loan Quân, thật sự không dám tin vì anh hùng của thành nguyên đỉnh đó lại là tên nhấp này. Đối mặt với hung thú thần dai còn có thể lâm nguy không loạn, dẫn bọn họ toàn thân rút lui. Tên nhóc này có chút khiến người ta nhìn không thấu. Chào chị cả. Tống Vân Cẩm, con gái duy nhất của bác cả Tống Thanh, chị cả trong thế hệ thứ ba của nhà họ Tống. Tuy nói ở dưới sự ủng hộ của gia tộc, nhưng có thể gây dựng một nhóm xích loan quân đều do nữ tướng hợp thành, cũng là có bản lĩnh. Trong ấn tượng chị ấy hình như luôn đau đầu về vấn đề kinh phí, nhưng do chịu giáo dục từ nhỏ đã khiến chị ấy luôn dính tiền ở trên miệng loại lo nghĩ này khiến chị ấy trở nên rất băn khoăn. Đúng rồi, cảm ơn chị Cả Vân Cẩm, đặc biệt cử phi thuyền tới đón em. Không có gì, đều là ý của ông nội. Ừ, Cẩm Nhi sắp xếp không tệ, tất cả chi phí chuyến này cháu mang hóa đơn tới, ông chi trả cho cháu. Em nói ngay mà, chuyện gì có thể khiến chị cả buông bỏ việc quân quay về ăn cơm, thì ra là tìm ông nội để kết toán. Hi hi chỉ cả này trước kia không phải xem thường tác phong của tống văn tường nhất hay sao thái độ cũng khách sáo như vậy quả nhiên xem ra phán đoán vừa rồi của mình không sai tên tống Vân tường này chắc đã làm lên cơm cháo rồi ông nội hay là khoản phí này để cháu thanh toán ô vậy cũng được nghe nói cháu dạo gần đây kiếm được khoản to phát tài rồi mấy triệu còn con chắc cháu không để vào trong mắt ha ha đâu có ạ à? dùng tiền đẻ ra tiền đó mới gọi là kiếm. Tiền của cháu đều là dựa vào thể lực lao động vất vả kiếm được thôi. Tiền kiếm được vẫn không có nhanh bằng tiêu, trong tay chỉ còn lại mấy chục triệu. Hửm, lại có người tới rồi. Hầu ra, tứ ra và cô tịch tới. Tống Hỏa, đại quản gia của Nam Viện Tống Phủ, Tống Tịch, 28 tuổi, con gái nuôi do lão Hầu ra nhận nuôi chủ nhiệm hướng dẫn của đội dự bị của Vĩnh An Cơ Võ, Địa Giai Sơ Kỳ. 3. Chị dâu lớn chị dâu 2, Tống Thương, 38 tuổi, Huyền Giai Sơ Kỳ, tứ gia của nhà họ Tống, chủ nhân của Nam Viện Tống Phủ. Kẻ văn võ không tinh thông, chỉ biết ăn tính cách đơn thuần. Luôn sống ở dưới cái bóng của ba anh trai và các tiểu bối, rất hợp với Tống Vân Tường trước kia ở khoản ăn chơi. Hi, chú Tư, cô Út, lâu rồi không gặp, Vân Tường. Ha 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 cháu cuối cùng cũng trở về rồi. Làm chú Tư nhờ cháu chết đi được. Lát nữa buổi tối gọi cả lão mã đi chung. Chú làm chủ xị. Chúng ta ra ngoài uống vài ly. Ha ha lát nữa rồi nói. Ơm. Huyền giai sơ kỳ hàng thật giá thật. Là mình nghĩ nhiều rồi sao?